Như một nét đẹp truyền thống, đầu xuân năm mới, người dân thường tìm về các cơ sở thờ tự để cầu nguyện cho bản thân và gia đình. Tiếng chuông chùa ngân vang, hương trầm quyện tỏa hòa với không gian thanh tịnh, làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Mỗi người một ước nguyện, nhưng quan trọng hơn cả là cầu nguyện trên tinh thần hiểu biết, biến ước vọng thành hành động trên con đường tu học. Đạo Phật qua cách sống và cái nhìn của Tuệ Giác thì thấy rõ rằng cái sự bình yên, hạnh phúc, thành tựu tốt đẹp không phải chỉ dừng lại những lời chúc, mà chúng ta cần phải biến những cái ước vọng đó thành hành động. Cầu nguyện trên tinh thần hiểu biết, trên tinh thần tu tập thì sự kỳ yên cầu phúc đó là một cái việc làm nó mang cái tính giáo dục, nhân văn, chứ không phải chỉ dừng lại ở tín ngưỡng, ở cầu cúng. Dù mong cầu điều gì đi chăng nữa, quan trọng vẫn là cái tâm thành kính. Mầm cào cỗ đầy, vàng mã rành ràng chỉ làm bớt đi phần thanh tịnh. Tâm xuất là Phật chứng, mỗi Phật tử có thể cúng lễ giản dị, trang nghiêm, thảnh thơi và thong dong ngày đầu năm mới. Chúng ta cũng vẫn còn một số người thì nghĩ rằng là tốt lễ dễ kêu. Thì có lẽ là quan niệm này nó không đúng với cái tinh thần của nhà Phật. Mong mọi người khi về tham quan chiêm bái lễ Phật thì chúng ta cố gắng đừng tay xách nách mang vất vả, mà hãy bằng cái tâm thành của mình đi về chùa với cái tâm thư thái, an lạc. Chúng ta vừa đi lễ Phật đầu xuân cũng vừa là đi hưởng thụ, đi thưởng ngoạn, đi chiêm bái, đi vãn cảnh. Mọi người thì lên là thành tâm, người mình thành tâm, cái lòng thành của mình thì trên cao sẽ chứng cho mình, chứ không nhất thiết phải quá rành rang, mâm cao cỗ đầy, vàng mã mang đến rồi đốt nó thành ô nhiễm môi trường, nó không khí nó sẽ không còn trong lành nữa. Phật pháp bất ly thế gian giác, đạo Phật không nằm ngoài cuộc đời mà luôn có mặt lắng nghe tâm tư, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mọi người. Bởi vậy, những pháp hội cầu an đầu năm mới luôn mang ý nghĩa cao cả, cầu cho mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Từ đó, thắp sáng ngọn đèn tâm của trí tuệ và hiểu biết, lấy đó là một phương thuốc đặc biệt, xoa dịu những lo lắng bất an trong đời sống thường ngày. Đàn Dược Sư là một cái cơ hội để mọi người ngồi lại với nhau, đọc Kinh Dược Sư, lễ Phật Dược Sư. Từ đó chúng ta nhìn lại lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta vắng bóng khổ đau phiền não, thì lời nói đó trong sạch như ngọc lưu ly. Lời nói đó có khả năng hàn gắn và xây dựng. Vì vậy Pháp hội Dược Sư không dừng lại ở tín ngưỡng nghi lễ, mà còn là một cái đề tài để mọi người cùng tu tập. Do 25 dịch Covid thành ra là không tham dự được, cũng không mở được. Chúng tôi năm nay là được một cái gọi là rất là vinh dự, cũng là hạnh phúc. Tôi cầu cho bản thân tôi cũng như gia đình tôi và tất cả chúng sanh đều được sống an lạc, hạnh phúc, hòa bình. Đến thời điểm hiện tại, nghi thức cầu an đầu năm đang được tất cả các tự viện chuẩn bị tinh tươm để mọi người hiệp lực cầu nguyện, làm cho ánh sáng Đức Phật được lan tỏa muôn nơi, tiếp cận tới đại chúng dù ở những nơi xa xôi trên mọi miền đất nước. Cứ mỗi dịp xuân về, truyền hình B-Channel VTV9 lại thực hiện chương trình cầu an online từ ngày mùng 1 Tết và kéo dài hết tháng Giêng tại nhiều ngôi chùa lớn trên khắp cả nước như Quán Sứ, Trần Quốc, Tam Trúc hay Chùa Bái Đính, thu hút hàng vạn Phật tử tham gia. Xưa kia thì các cụ có câu nói là một lễ xa bằng ba lễ gần. Thế cho nên là dù là lễ trực tuyến hay trực tiếp, nhưng cái quan trọng đó là mỗi chúng ta phải bày tỏ cái lòng thành kính của mình đối với Tam Bảo, đối với chư Phật. Mỗi chúng ta dù ở đâu hãy cùng nhất tâm để cầu nguyện làm sao để cho một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Tất nhiên, cầu an online đang dần trở thành xu thế, nhưng trong một tương lai gần, lên chùa cầu an đầu năm vẫn sẽ là hình thức phổ biến hơn, đặc biệt là với những người già không thành thạo về công nghệ. Như tại chùa Cự Đà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, dù còn rất lâu nữa, ngôi tự viện này mới thực hiện nghi lễ cầu an, nhưng ở thời điểm hiện tại, số người đến chùa đăng ký làm lễ đã đông đảo.
Đối với họ, đây là nghi lễ quan trọng, giúp bản thân an tâm vững bước trong hành trình mới không được biết trước. Chính vì thế, khi nhận lá sớ, ai cũng kiểm tra cẩn thận thông tin từ người thân trong gia đình. Ngoài rằm tháng riêng là mới tổ chức lễ cầu an cho tất cả mọi người. Tuy nhiên thì đến thời điểm bây giờ, trước rằm thì là số lượng cũng đã lên đến mấy trăm người rồi. Có một số người trẻ, họ có nói với tôi là họ cũng mới vừa tham gia về lễ cầu an online. Tuy nhiên thì họ vẫn đến để đăng ký trực tiếp, bởi vì là họ đến họ trực tiếp họ được lễ bái trước Phật thì họ cũng có một cái gì đấy họ cảm thấy là nó yên tâm hơn. Phát huy đúng tinh thần hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, các tự viện ngày nay cũng có nhiều chuyển biến trong thực hiện các nghi lễ là nhanh, gọn và tiết kiệm. Trong quá trình người dân đến viết sớ, chư tăng cũng thường xuyên giảng, giải thích ý nghĩa lễ cầu an theo đúng giáo pháp của Đức Phật, hay như buổi lễ ở chùa bây giờ sẽ có những gì khác so với thói quen của đa số bà con. Chúng ta cũng không nhất định là phải đọc tên sớ, hay là chúng ta cũng không nhất định là phải sắm vàng mã. Chúng ta nếu như mà có cúng chúng sinh quần áo thì chúng ta cũng có thể cúng những quần áo thật. Sau đó là chúng ta sẽ đem những quần áo đấy ngoài cúng ra rồi là chúng ta đem đi làm từ thiện. Sửa một thói quen gần như đi sâu vào tiềm thức người dân, đòi hỏi một quá trình lâu dài. Nhưng với những lợi ích mà hình thức cầu an trong thời đại mới này đem lại, bà con dân làng Cự Đà đã nhanh chóng thực hiện theo. Thông thường khi mà toàn thể số đông mà mọi người hiểu ấy, thì những thành viên mới đến để xin để dự lễ cùng ấy, cũng đã hiểu được đôi phần về cái vấn đề tụng kinh niệm Phật tu phúc, quan trọng hơn là những cái vấn đề mà đọc sớ hay là cúng đốt vàng mã. Không đọc tên như thế nó có cái lợi ích nên nhiều, lợi ích chung. Tại vì là bây giờ mà cả một làng mà thầy đọc từng tên thì nó nhiều quá, cho nên là thầy chỉ đọc ngắn gọn. Còn ai có tự mình đọc tên của nhà mình ở trong miệng đấy thì nó nhanh gọn, và cái thời gian mà lễ nó không kéo dài. Không nặng về hình thức là cách mà chùa Cự Đà đang thực hiện các nghi lễ Phật giáo, trong đó có lễ cầu an. Bởi suy cho cùng, một khóa lễ cũng không thể giúp người ta cả năm bình an, mà đòi hỏi người đó cần phải tĩnh tâm, lòng hướng Phật, ngày ngày tích phúc tu thiện. Vì thế, chỉ cần có thầy, có trò đã là cầu an, thầy cho lục hòa, yên vui, cùng làm đẹp cho đời, cũng là cầu an.